Một con dao chuyên lọc và thái nhá, được rèn từ thép nhíp ô tô đây. Dai, bền, dễ mài lại, khả năng giữ sắc lâu này. Chiều dài lưỡi 18 cm, bề rộng lưỡi 3 cm và độ dày lưỡi khoảng 1.4 cm. Nặng 1 lạng rưỡi hay gọi là 150 g. Cán gỗ mun, có thể sử dụng để thái hành này, thái rau củ quả, gọt trái cây, gọt rau, gọt củ quả, bóc tỏi, thái rau củ, thái thịt này. Lọc nha, lọc cà này. Tiện thể đây thì thái luôn nhá. Cắt giấy này. Wow. Hàng chuẩn của Hà Tinh Dao Phúc Sen, thương hiệu rèn dao bếp thủ công nổi tiếng, cho nên bảo hành cho mọi người là 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày đầu tiên này, bảo hành 12 tháng trong quá trình sử dụng này. Để mua sản phẩm này thì mọi người vui lòng là comment xuống dưới video này hộ em, chat trực tiếp về bên em hoặc ấn nút mua ngay ở dưới đây.